Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Trường Vũ, tên thật Huỳnh Văn Ngoài, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1963 là một nam ca sĩ hải ngoại người Việt gốc Hoa ở Mỹ nổi tiếng với dòng nhạc vàng. Hôm nay, ngày 25 tháng 2 cũng chính là sinh nhật 58 tuổi của anh. Anh là con thứ 5 trong gia đình có 6 người con gốc Triều Châu đã sang lập nghiệp tại Việt Nam từ nhiều đời trước. Trường Vũ lấy vợ khi 42 tuổi, cô là một nữ y tá. Cặp đôi có với nhau 2 người con, một trai và một gái. Anh được biết đến như một giọng ca tiêu biểu cho thể loại nhạc vàng thập niên 1990. Cùng với Tuấn Vũ, anh là ca sĩ có số lượng bài hát thu âm và băng diễn nhạc được tiêu thụ nhiều bậc nhất tại hải ngoại. Giọng ca vùng lá me bay cũng từng thừa nhận vì mình được học nhạc từ Duy Khánh và Chế Linh nên giọng hát ít nhiều cũng ảnh hưởng từ hai danh ca đình đám này. Trong một chia sẻ mới nhất của mình, Trường Vũ tiết lộ khoảng thời gian thuở anh mới vừa qua Mỹ, tôi phải làm phụ bếp, rửa chén bát, lau dọn nhà, nói chung là làm hết mọi việc, một tháng được có vài trăm đô la. Không những thế, để có tiền trang trải cuộc sống, giọng ca hải ngoại tiết lộ trong lúc mọi người nghỉ ngơi thì anh phải làm thêm lợp tôn, làm mái nhà, cắt đồ cho nhà vét, sau đó khách đông thì trở lại nhà hàng. Tôi phải làm từ 5 giờ sáng đến tận 10 giờ tối muộn mới được về. Anh chia sẻ thêm, Trường Vũ quần quật ở nhà hàng tới nỗi mùi nơi đó ám lên khắp cơ thể anh, khiến người ta không ai dám ngồi gần. Anh nhớ lại, mặc dù anh đã mua loại xà bông đắt nhất Pháp về tắm rồi, nhưng vẫn không ăn. Thu về sau khi cuộc sống đã dần ổn định, anh mua được ô tô riêng và xin nghỉ hẳn việc ở nhà hàng. Cũng trong khoảng thời gian này, Trường Vũ mở lại các băng đĩa của những danh ca Duy Khánh, Chế Linh nghe và nuôi dưỡng đam mê ca hát. Vào một dịp tình cờ, anh gặp ca sĩ Trung Tử Lưu và được nam ca sĩ này mời về hợp tác với Trung tâm Phượng Hoàng và Trung tâm Ca Dao thời gian đầu. Mọi thứ khá khó khăn với Trường Vũ vì ngôn ngữ tiếng Việt của anh không thạo, nhờ có cô bạn gái anh Thư ở bên. Danh ca đã tự tin và ngày càng thành công. Bên cạnh đó, vì được Duy Khánh và Chế Linh nhận làm học trò, tận tình giảng dạy, cùng với quá trình tôi luyện, anh trở nên khác biệt hơn, thành công trên sân khấu Paris B này. Anh nổi tiếng với các tác phẩm song ca ăn ý với nữ ca sĩ Như Quỳnh, một trong số đó phải kể đến như Không Giờ Rồi, bài ca kỷ niệm Con Đường Mang Tên Em Phố Đêm, Chiều Bên Đồi Hoa Sim nhân dịp về nước năm 2016. Trường Vũ từng chia sẻ với truyền thông rằng anh hiện tại đang chạy show khá ít vì các show ở song bài bị cắt bớt nên anh chỉ còn hát cho cộng đồng, chùa chiền hoặc những buổi đi hát thêm vào cuối tuần hay ngày lễ. Lý giải về việc hạn chế chạy show, Trường Vũ thừa nhận bản thân sống khép kín, ít khi chủ động quảng bá tên tuổi nhưng may mắn được tổ nghề đãi, cộng với sự ủng hộ rất lớn từ gia đình, thế nên con đường theo đuổi đam mê của anh luôn thoải mái, thuận lợi. Vợ tôi đã hy sinh rất nhiều để tôi có được ngày hôm nay. Tôi không muốn đưa vợ con vào giới showbiz, cuộc sống của họ sẽ bị xáo trộn không nhiều cũng một ít. Theo lời nam danh ca chia sẻ đưa vợ con vào giới showbiz, cuộc sống của họ sẽ bị xáo trộn không nhiều cũng một ít, theo lời nam danh ca chia sẻ. Trường Vũ sinh năm 1963, năm 1983 anh rời Việt Nam và sang Mỹ định cư, lập nghiệp. Trường Vũ được coi là một trong những nam ca sĩ tiêu biểu nhất của dòng nhạc vàng tại hải ngoại sau năm 1975. Anh tiết lộ từng học nhạc từ hai nam danh ca nổi tiếng là Duy Khánh và Chế Linh nên giọng hát mang nhiều ảnh hưởng từ cả hai giọng ca huyền thoại này. Được mệnh danh là ông hoàng nhạc nghèo, Trường Vũ gây ấn tượng với những bài ca đi vào lòng người thông qua giọng hát mộc mạc, chân phương như đám cưới nghèo, nghèo mà có tình, Không Giờ Rồi, Áo Em Chưa Mặc Một Lần, Thành Phố Buồn năm 2010. Trường Vũ lần đầu trở về Việt Nam để tham gia biểu diễn tại một chương trình từ thiện lớn. Từ giữa năm 2016, anh về nước nhiều hơn và nhận lời làm giám khảo một số chương trình truyền hình và biểu diễn tại các thành phố lớn. Trường Vũ lấy vợ rất muộn, anh kết hôn năm 2005 khi đã 42 tuổi, chia sẻ về gia đình. Giọng ca Không Giờ Rồi nói bà xã anh Thư, Thư ca Ly là người đã hy sinh rất nhiều để anh có được ngày hôm nay.
Trường Vũ tự nhận là người sống khép kín và ít nhắc đến vợ con trên phương tiện truyền thông. Danh ca hải ngoại bày tỏ bản thân không muốn đưa vợ con vào showbiz để đảm bảo rằng cuộc sống của họ không bị xáo trộn dù chỉ là một chút. Không chỉ sở hữu vườn cây ăn quả sai trái, danh ca Trường Vũ còn khiến người hâm mộ ngưỡng mộ khi khoe loạt khoảnh khắc gia đình ấm cúng tại xứ cờ hoa. Ngoài công việc đi hát, Trường Vũ cũng rất chăm chút vườn cây hay cùng các con nấu ăn. Thỉnh thoảng, nam danh ca còn đưa gia đình nhỏ ra biển câu cá. Khán giả vô cùng thích thú khi chứng kiến anh chủ tài nấu nướng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.